Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ trải nghiệm tính năng in ấn di động và scan di động trên máy in Pentium. Đây là một trong tính năng điểm nhấn của máy in đa năng Pentium. Pentium trang bị cho chúng ta một cái app tên là Pentium. Đây, chúng ta kết nối máy in và Pentium. Trên phần mềm này chúng ta có thể thấy phần mềm quản lý được tất cả các cái file trên điện thoại, từ file doc, file PDF, Excel hay là PowerPoint hoặc là iCloud. Đầu tiên hãy trải nghiệm khả năng in từ điện thoại di động. Print now. Trên màn hình sẽ hiển thị là đã gửi đã in đến máy in. Và đây là kết quả. Như vậy là Pentium không chỉ trang bị khả năng in ấn di động mà khả năng tính năng quản lý file trên điện thoại rất là tuyệt vời. Tiếp theo chúng ta hãy trải nghiệm tính năng scan trên điện thoại di động, giao diện rất là thân thiện và dễ sử dụng. Ở đây chúng ta có các tùy chọn là ADS một mặt hoặc là hai mặt thì chúng ta chọn ADS True Size, chọn scan màu hoặc là thang sáng. Độ phân giải có 3 chế độ, hiện tại có 3 chế độ là 75, 150 và 300 dpi. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu trải nghiệm tính năng scan. Máy in đa năng Pentium BM5100IDN có khả năng in photo và scan hai mặt cùng một lúc. Bởi máy được trang bị hai đèn giúp khả năng scan photo in ấn một cách nhanh chóng và hiệu quả. Bản scan được trực tiếp gửi lên giao diện quản lý của app Pentium. Trên scan đã hoàn tất và bây giờ chúng ta sẽ xem kết quả. Rất là mượt, rất là đậm đà, scan rất là sắc nét. Hãng Pentium cũng có hẹn ở những bản cập nhật tiếp theo, đó là các tính năng scan chuẩn số hóa như tự loại bỏ trang trắng, tự xoay căn chỉnh tài liệu, hỗ trợ OCR, đặc biệt là có OCR tiếng Việt và các cái tính năng chuẩn số hóa. Đây hứa hẹn sẽ là những tính năng rất là nổi bật và rất là hiếm mà các hãng chưa thể trang bị được trên máy in. Nếu mà làm được như vậy thì có lẽ Pentium cũng sẽ ghi được dấu ấn trong ngành máy văn phòng. Và trên đây chúng ta đã trải nghiệm tính năng in ấn và scan điện thoại di động từ máy Pentium. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.